nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và các cơ sở kinh doanh về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thiết thực hiệu quả. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bến Tre đã quyết liệt trong công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07 đã thành lập tổ kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan, báo đài đăng tải các phóng sự, tin bài, khuyến cáo về an toàn phòng cháy chữa cháy và cách thoát nạn tại chợ, trung tâm thương mại. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các cơ sở kinh doanh, tiểu thương, hiểu rõ các quy định. Ngoài ra, đơn vị cùng công an các huyện, thành phố kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các chợ, trung tâm thương mại thuộc địa bàn được giao quản lý. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với đơn vị quản lý, như tình trạng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, thao tác sử dụng bình chữa cháy, hệ thống điện và các điều kiện phòng chống cháy nổ khác. Về cơ bản, các đơn vị chủ quản có sự chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đã thành lập lực lượng làm công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Để đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ tại đơn vị, thì vừa qua đơn vị tại trung tâm thương mại San City Bến Tre thì lúc nào cũng là một cái hệ thống phòng cháy chữa cháy tân tiến nhất, có hệ thống tự động hết toàn diện. Bên cạnh đó thì đơn vị luôn có cái những lực lượng an ninh bảo vệ tại chỗ đáp ứng khi yêu cầu cấp bách xảy ra. Bên cạnh đó, vào cái thời điểm kinh doanh Tết như hiện nay thì đơn vị càng tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra giám sát phòng chống cháy nổ tại đơn vị. Tại khu vực kinh doanh, chủ cơ sở đã chủ động trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy, niêm yết quy định phòng cháy chữa cháy, biển chỉ dẫn thoát nạn, các loại hàng hóa được phân loại và sắp xếp gọn gàng theo hàng lối. Lực lượng tại chỗ đã biết cách sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được trang bị. Đối với chợ Bến Tre thì cho hộ kinh doanh là viết cái bản cam kết để an toàn về phòng cháy chữa cháy và cái tuyên truyền trên cái hệ thống loa cho hộ kinh doanh am hiểu rộng rãi về cái trách nhiệm của mình về cái công tác phòng cháy chữa cháy. Rồi đội còn thường xuyên là cho cái lực lượng đi kiểm tra nhắc nhở các cái hộ là kinh doanh không là được là đốt nhang đèn vàng mã thờ cúng nơi kinh doanh hoặc là chứa bán các cái chất gây là dễ cháy nổ. Qua những buổi kiểm tra tuyên truyền, tổ kiểm tra đã nhắc nhở đơn vị quản lý chợ, siêu thị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian hoạt động. Trong đó tập trung thực hiện các nội dung như củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ, tăng cường công tác tuần tra canh gác, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo phương châm 4 tại chỗ, từ đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi, chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan, chấm dứt tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chưa được thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn hoạt động.